Thưa quý vị, ngay sau trận thua 0-3 trước đội tuyển Indonesia, tối qua ngày 26 tháng 3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và huấn luyện viên Philippe Chuzier đã có cuộc họp trao đổi về quá trình làm việc trên vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23. Qua đó cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26 tháng 3 năm 2024. Huấn luyện viên Philippe Chuzier cảm ơn sự hỗ trợ, ủng hộ tích cực từ các cầu thủ, các câu lạc bộ, VFF cũng như là người hâm mộ. Ông cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Việt Nam vì thành tích của đội tuyển chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. VFF ghi nhận những nỗ lực đóng góp của ông Philippe Chuzier trong thời gian vừa qua khi luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, sự chuyên nghiệp trong công việc. Và cùng với đó, VFF xin lỗi người hâm mộ bóng đá nước nhà vì thành tích của đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra, đồng thời mong người hâm mộ sẽ tiếp tục đặt niềm tin và sự ủng hộ cho bóng đá Việt Nam nói chung, các đội tuyển bóng đá quốc gia nói riêng.